trí ngu. Người ta sống ở trên đời, trí ngu đều có nhưng thời khó phân. Ai đáng là bậc trí nhân, còn ai ngu dốt biết phân thế nào? Theo kinh Đức Phật truyền trao, trí ngu là chỉ thẳng vào cái tâm. Ai mà chưa dứt hận sân, tham lam mê muội chẳng phân chánh tà. Bao nhiêu nghiệp ác tạo ra, không hề hổ thẹn thật là kẻ ngu. Cũng là tâm ấy biết tu, nghe kinh học pháp công phu hành thiền. Đoạn trừ hết sạch não phiền, chuyển ngu thành trí ở liền trong tâm. Có tâm thì phải biết tu, không thì tâm ấy sẽ ngu hoài hoài. Tu tâm chẳng phải một mai, trải qua năm tháng miệt mài mới nên. Trí nhân thì phải vững bền, trao dồi cho trí sáng lên từng ngày. Trí ngu cũng ở tâm này, tự mình theo ý đổi thay mà thành. Trí thức và trí tuệ. Trí thức là bởi học nhiều, trí tuệ là hiểu được điều đúng sai. Người ta cố học cho nhiều, học nhiều hiểu rộng là điều quý thay. Xưa nay tuyển chọn người tài, dựa vào học vấn trên bài kiểm tra. Người nào học vấn cao xa, tuyển vào hàng ngũ tài ba ở đời. Dù cho học vấn cao vời, cũng không hiểu được cõi đời thật chân. Cũng không diệt được tham sân, não phiền không biết cách nào diệt đi. Vậy là chưa hết ngu si, vẫn còn u ám u bi khổ sầu. Cái thân tứ đại từ đâu, cái tâm vi tế còn sâu hơn nhiều. Bao nhiêu đời kiếp đã qua, bao nhiêu sao nữa biết là đi đâu. Dù cho trí thức thâm sâu, cũng không hiểu được những câu hỏi này. Trí tuệ thì mới tỏ bày, cái thân danh sắc tỏ ngay nhân gì. Xa xưa nhiều kiếp tuệ tri, nghiệp nhân quả báo đã đi đường nào. Khổ đau phiền não vì sao, an vui giải thoát đường nào tuệ tri. Tham sân sầu muộn ngu si, trí tuệ diệt sạch còn gì mà vương. Trí tuệ hiểu rõ vô thường, không tham đắm nhiễm nên thường an vui. Tuệ tri sự thật ở đời, là chân trí tuệ, là nơi niết bàn. Tưởng tri, tuệ tri. Tưởng tri là thấy dáng hình, tuệ tri là thấy tận tình sâu xa. Tưởng tri ảo tưởng về ta, cái thân tứ đại tưởng là đẹp xinh. Tuệ tri không chấp dáng hình, thân này tứ đại trương sình thối tha. Tưởng tri cảm thọ là ta, vui buồn khổ lạc thiết tha ân cần. Tuệ tri căn xúc cảnh trần, thọ sinh rồi diệt thêm phần khổ đau. Tưởng tri tưởng tượng mông lung, bao nhiêu cảnh tượng chập trùng sinh ra. Tuệ tri tưởng ấy chỉ là nhớ ghi trần cảnh sinh là diệt ngay. Tưởng tri hành động từng ngày, mình làm mọi việc hăng sai thế mà. Tuệ tri thiện ác sinh ra, do mình tạo nghiệp thật
là thâm sâu. Tưởng tri tâm ở trong đầu, vô hình vô tướng sống lâu linh hồn. Tuệ tri tâm chẳng trường tồn, tùy duyên sinh diệt linh hồn rỗng không. Tưởng tri vạn vật hữu hình, đẹp xinh tốt xấu để mình ghét yêu. Tuệ tri mọi thứ diệt tiêu, không ngừng biến đổi là điều tất nhiên.